Giải trí miền Tây chào mừng các bạn đã quay trở lại. Chúc các bạn xem video vui vẻ, có được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đây là vàng đậu đũa ở quê mình đấy các bạn. Người ta trồng theo cái bờ kênh và cái con lộ như thế này các bạn ha. Những cái trái đậu đũa suông như thế này. Và đậu đũa có hai loại các bạn nha. Thứ nhất là loại lùng, chúng ta trồng không cần làm vàng. Và thứ hai là cái loại dây leo vàng như thế này các bạn. Và hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau về cái kỹ thuật trồng cái đậu đũa leo vàng các bạn ha. Cũng như thường lệ, các bạn xem video hãy đăng ký, like, chia sẻ cũng như ấn vào cái chuông nha. Đậu đũa thì có thể trồng được quanh năm các bạn nhé. Thứ nhất là chúng ta chọn giống, bởi vì giống có rất nhiều loại. Chúng ta có thể mua ở những cái cửa hàng bán vật tư nông nghiệp, bán hạt giống, hoặc chúng ta có thể lấy giống từ cái vàng mà chúng ta đã trồng hồi năm rồi đó các bạn. Thì để đảm bảo cái chất lượng á, thì các bạn nên mua giống ở những cái cửa hàng vật tư nông nghiệp các bạn, để cho nó chất lượng nha. Đó về phần giống. Còn thứ hai là chuẩn bị đất. Đậu đũa cũng rất là thích hợp nhiều loại đất khác nhau. Quan trọng tơi xốp và thoát nước. Thường chúng ta thấy những cái trái đậu như thế này các bạn. Ở cái giai đoạn này á, người ta thường ăn cái trái đậu nó rất là nhỏ như vậy, không có ăn những cái trái đậu già như ngày xưa các bạn nha. Ngày xưa thì đậu có thể là hơi to tí, nhưng mà bây giờ cái trái nhỏ nhỏ như thế này có thể người ta bán rồi các bạn, hay người ta ăn rồi ha. Còn về cái bón lót á, các bạn, chúng ta có thể bón bằng phân hữu cơ trước. Trước khi mình gieo, chúng ta có thể bón ha. Ở đây các bạn thấy người ta trồng ở gần cái bờ kênh như thế này các bạn. Đó, ở dưới đây là kênh. Ở trên đó, người ta làm cái vàng đậu rất là dài như thế này. Trái dài như thế này các bạn ha. Thấy cũng rất là đẹp. Cho nên cái vấn đề tưới nước á, thì mình cũng tiết chế các bạn. Bởi giống như ở miền Tây thì tưới thường xuyên quá thì đậu nó cũng bị hư các bạn nha. Các bạn thấy cái trái nè, lủng lẳng dài dài như thế này. Và có những vàng đậu trái còn nhiều hơn nữa các bạn. Bởi vì cái này là chưa đến thời điểm mà trái nhiều các bạn nha. Mới ở cái giai đoạn gọi là hái bông thôi. À, trái như vậy rồi đó. Đó. Chỉ hái bông thôi các bạn nha. Cái cách mà mình làm vàng đó các bạn, để cho nó dài lên như thế này. Cái này ở phía sau vàng đó các bạn. Làm vàng thì bây giờ rất đơn giản ha. Chúng ta có thể cầm mấy cái cây kéo dây là chúng ta được cái vàng đậu như thế này các bạn. Cái này gọi là trái đĩa nè, trái còn nhỏ đó các bạn. Tưới phân thì rất là đơn giản, chúng ta chia làm 4 cái thời kỳ tưới. Cặp mé kinh gì vậy? Thời kỳ thứ nhất thì chúng ta có thể bón 13 kg UURE cộng với 50 kg NPK 16-16-8 cho 1 ha các bạn. Tức là 1 hecta đó. Chúng ta với cái số lượng là tổng cộng là 63 kg các bạn ha. Lần 2 thì chúng ta bón 25 kg UURE cộng với 50 kg NPK 16-16-8 trên 1 ha. Đây các bạn thấy trái nè, rất là nhiều như thế này ở trên đó các bạn. Ở dưới thì ít, là bởi vì
mới lớn các bạn. Đây, các bạn thấy là trái ở trên nhiều hơn ha. Cho nên là dàn đậu này hứa hẹn thì vài ngày nữa thì cái đậu nó sẽ nhiều hơn. Tưới lần 3 cũng vậy các bạn nha. Ở giai đoạn 40 ngày, mình tưới 25kg ure cộng với 75NPK. Và tưới lần 3 thì chúng ta cộng thêm kali nữa các bạn. 50kg kali hòa tan lại chúng ta tưới. Và sau khi tưới rồi các bạn nhớ xả lại các bạn nha. Xả bằng nước lạnh đó. Cái thời gian tưới thì bón phân á, lần 1 là ở giai đoạn 10 ngày, lần 2 ở giai đoạn là 25 ngày và lần 3 ở giai đoạn là 40 ngày. Đó, chia ra như vậy các bạn. Đây các bạn thấy trái ở dưới nè, gọi là trái chín đó các bạn. Ít thôi, nhưng mà các bạn thấy cũng rất là đẹp ha. Ở trên thì bông rất là nhiều và trái cũng nhiều hơn. Cái dàn đậu thì cặp cái bờ kênh như vậy. Ở trên thì có lỗ xe chạy luôn các bạn. Đó. Ở quê thì cũng vô cùng đơn giản như vậy các bạn nha. Còn các loại sâu mà để mình phòng cho cái đậu của mình đó các bạn, là những cái loại như sâu đục thân nè, sâu dẻ bùa nè, hay những cái bệnh thường gặp như là rỉ sắt, héo xanh. Đó. Thì để chúng ta phòng ngừa những cái sâu bệnh thì chúng ta nên làm cỏ cho nó sạch. Để không thì cái sâu bệnh nó ẩn vào cái cỏ đó các bạn, nó sẽ gây hại cho cái đậu của mình các bạn nhé. Còn thu hoạch thì có thể chúng ta 2 ngày chúng ta thu hoạch một lần các bạn, như thế này. Ở giai đoạn này thì cái trái này nó hơi nhỏ các bạn nha, chưa có thu hoạch được. Khi cái trái nó lớn hơn thì chúng ta có thể thu hoạch. Trồng cái đậu đũa cũng rất là đơn giản các bạn. Chúng ta nắm được một số kỹ thuật như vậy thì chúng ta có thể trồng được cái dàn đậu đũa như thế này rồi. Và nhất là ở quê mình các bạn. Đây các bạn thấy là trái như thế này. Ở quê thì chỗ nào thông thoáng tí là có thể trồng được. Thì đó là những cái kỹ thuật mà mình chia sẻ với các bạn về cái cách để chúng ta có được cái dàn đậu đũa như thế này. Các bạn thấy ở dưới phía dưới này ha, người ta phải khoát cái cỏ cho nó trống ra như vậy để sâu bệnh ít có tấn công. Trái ở giai đoạn này thì nó như thế này các bạn ha. Thì Giải Trí Miền Tây cũng chia sẻ với các bạn một số cái kỹ thuật về cái cách để chúng ta có được cái dàn đậu đũa như thế này. Và đó là những cái thành quả mà người ta trồng được một cái khoảng thời gian là 50-60 ngày đó các bạn, để có thể thu. Cái thời gian để thu đậu đũa đó, thu hoạch đó là 50-60 ngày là có thể hái được các bạn ha. Còn cái hái được lâu hay không là do cái cách chăm sóc của mình. Và cái thu hoạch sớm hay muộn cũng là do cái cách chăm sóc của mình. Đó là những gì mà Giải Trí Miền Tây muốn chia sẻ với các bạn. Để chúng ta có được cái dàn đậu đũa, thứ nhất là có thể mình trồng một ít mình ăn các bạn, hay mình trồng để mình kinh doanh, mình bán. Đó là những gì Giải Trí Miền Tây chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu xem hết video này. Đừng quên để lại một lượt đăng ký cũng như like, ấn vào cái chuông, chia sẻ video. Bye bye các bạn.